Chị thử hỏi mẹ chị là nếu mai chị dẫn người yêu về nhà ăn cơm để xem mẹ chị nói sao á. Thôi các bạn, đừng đùa, có những chuyện không nên đùa ấy. Bởi vì sao? Bởi vì là giống như kiểu là các bạn đang muốn mua một cái điện thoại iPhone 12 Pro Max sướng với đái đúng không? Đấy, muốn lắm rồi, đam mê lắm rồi, đang chờ đợi lắm rồi. Tự dưng một ngày bố mẹ về, bố mẹ bảo là: "Con ơi, con yêu ơi, hôm nay bố mẹ mua tặng cho con một chiếc iPhone 12 Pro Max đấy. Nếu mà con đạt được học sinh giỏi cuối kỳ này ấy, xong rồi các bạn sẽ cố gắng học vãi đái. Các bạn học cả ngày cả đêm để được học sinh giỏi. Xong rồi học xong các bạn thi đỗ rồi mang giấy khen về bố mẹ bảo là: "Ta đùa đấy, hi hi." Đấy. Lúc ấy thì sao, cảm giác sao hụt hẫng với đái. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì các bạn thích cái điện thoại đấy vãi, các bạn chờ đợi nó vãi, làm sao mà có thể làm cho người khác hụt hẫng và thất vọng như thế được. Bố mẹ mình là chờ con rể bao nhiêu năm rồi, là nhắc rồi là nhắc khéo cũng có, nhắc thẳng mặt cũng có, nhắc sau lưng cũng có, nhắc với người này người kia cũng có rồi. Nên là những cái gì mà người ta đang mong chờ quá ấy thì thôi, tốt nhất là mình đừng động vào. Có những cái nên đùa, còn có những cái thì không nhá. Đừng bao giờ dây vào, chết đấy. Bây giờ mà bảo là mai con dắt con rể về, xong rồi mai mà không thấy đâu á, cút ra khỏi nhà tao mày, đứng ở đây nữa. Cút ra ngoài. Có những cái không nên đùa đâu. Thật đấy chị ơi, điều này đúng với em hồi cấp 2 á. Thế à? Ừ, có những cái kiểu như là nó thuộc vào cái sự mong đợi của người ta quá ấy, thì mình không nên lấy đâu, không nên đùa đâu. Mình cũng thế thôi. Ví dụ như kiểu các bạn tặng mình sao mà các bạn tặng mình toàn vài nghìn sao, vài chục nghìn sao, xong rồi cuối tháng báo sao ảo với cả sao lỗi. Ui, ngồi khóc cái đái luôn, thề. Đấy là nhá, nó còn nằm trong tay mình rồi, nó còn mất nhá, chứ không phải là hứa đâu. Ví dụ như là bố mẹ đưa cho các bạn iPhone 12 rồi, xong bố mẹ đòi lại cơ, nó còn đau gấp nhiều lần như thế. Vì sao? Mình cầm trong tay rồi, có khác gì kiểu mình có người yêu chứ nghĩ thằng khác nó cướp đâu, đúng không? Còn gì nữa đâu. Còn cái gì nhá.